Tính năng mới trên iPhone 14 sẽ thay đổi thế giới điện thoại một lần nữa. iPhone 14 tiên phong công nghệ mới. Lần tới khi nhận thấy mình cần gửi tin nhắn khi đang mắc kẹt ở nơi không có sóng di rộng, bạn có thể hướng điện thoại lên bầu trời, nơi các vệ tinh ở tầm thấp của trái đất sẽ giúp gửi tin nhắn khẩn cấp bất kể bạn cầm trên tay thiết bị gì. Đó là viễn cảnh mà các nhà quan sát nghĩ tới sau khi Apple tích hợp công nghệ vệ tinh vào mẫu điện thoại mới nhất của hãng. Ý tưởng khá đơn giản, hướng điện thoại của bạn lên bầu trời, kết nối nó với một vệ tinh bay ngang qua đầu và gửi tin nhắn tới cơ quan khẩn cấp. Bạn thậm chí có thể gửi dữ liệu GPS. Giờ đây, các công ty khác đã sẵn sàng nhảy vào cuộc chơi, biến việc nhắn tin qua bảo vệ tinh trở thành một xu hướng mới cho thế giới điện thoại. Avi Greengard, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Techponential, cho biết tôi nghĩ năm 2023 chắc chắn sẽ là năm của kết nối vệ tinh di động. Mọi người đang làm điều đó theo những cách khác nhau. Apple cho biết họ sẽ cung cấp cho chủ sở hữu iPhone quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ khẩn cấp trong 2 năm sau khi mua thiết bị, nhưng không cho biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Hiện tại, công nghệ bảo vệ tinh trên điện thoại chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp và chỉ có trên điện thoại thông minh trả tiền như iPhone 14 của Apple có giá khởi điểm 799 đô la Mỹ.